458. Trà xanh cũng 458 luôn. Nó siết mỡ bụng cho bà 2kg trong một tuần lễ đầu tiên. Và tiếp đó nó xẹp cho chị đấy nha. Giảm cân này là trà xanh 480.000. Giảm cân này là Acai 480.000 nha, hàng Mỹ. Hương vừa lấy một hộp giảm cân. Rồi Hà cảm ơn mấy chị. Hà có một hộp này siêu ngon. Hà lặp lại với mấy chị, mỗi viên là một vị. Hà là người không thích ăn ngọt nha mọi người, nhưng mà Hà ăn cái này Hà khoái dữ đòn. Chỉ có 380.000 mấy chị sở hữu được một hộp của nước Đức. Của nước Đức nha. Nó ngon trời ơi luôn. Hà cầm từ Pháp về. Tại gia đình Hà sống ở Pháp nên những sản phẩm này Hà cầm từ Pháp về. Nhưng cái nơi sản xuất của nó là Đức nha mọi người. Hà mua trên kệ siêu thị của Pháp. Comment giùm Hà. Sô-cô-la, kẹo sô-cô-la ngon dữ đòn mấy chị. Ở trong nó mềm mềm, ở trong nhân của nó mỗi viên mỗi vị, mỗi viên là một vị, rất ngon. Ta nói đại tiếp khách là hết ý luôn, hết bài luôn. Comment giùm mà sô-cô-la của Đức. Của Đức 380. 380 lên hút bộ não đi chị. Rồi, Hà có cái sữa Nguyễn cho em hai hộp sáp để phòng. Rồi, ok. Hà lên cái này xong mà lên bộ não với sách thơm. Cái này là sữa ông chúa. Sữa ông chúa này là cái dòng cao cấp của nước Pháp. Hà lặp lại với mấy chị nè. Cái sữa ông chúa này, đây là cái dòng hàng sản xuất tại nước Pháp và nó rất là cao cấp. Chị em chúng ta muốn cho da mặt mình đẹp lên, muốn cho mình kéo dài kinh nguyệt ra, không bị khô hạn, muốn cho mình cân bằng nội tiết tố trong người của chị em phụ nữ mình, nhất là tuổi gần tiền mãn kinh, sử dụng cái sữa ông chúa của Pháp để dùng. Hà 580.000, Hà có cái lượng ít xịu rồi mọi người, không có đem về nhiều nha. Một hộp như vậy nó có 20 ống. Sáng ra mấy chị bẻ một ống cho ra cái muỗng hoặc cái ly uống cho Hà, uống thêm một ly nước vô. Nó làm cho da mặt của mấy chị đẹp nè, cân bằng nội tiết tố cho chị em phụ nữ chúng ta, giúp cho chúng ta không bị khô hạn và kéo dài kinh nguyệt ra, giúp cho ta không bị bốc quả, không bị đổ mồ hôi, mặt chúng ta không bị lão quá đi nha. 580.000 sữa ông chúa của nước Pháp. Rồi Trang Minh một giảm cân, Hương Quỳnh một giảm cân. Rồi Hà cảm ơn nha. Tiếp đến là lên cái bộ não. Bộ não xong mà lên cái sóc thơm. Bộ não Hà có 3 dòng. Hà đang cầm trên tay là rối loạn tiền đình, nhức nửa đầu, đứng lên ngồi xuống xây sẩm mặt mày, đặc biệt là ngủ ban đêm giật mình hoài ngủ được đó. Thì sử dụng cái bộ não Focus này của Hà. Hàng này Hà cầm từ Costco về, giá là 750.000 cho 180 viên. Mấy chị sau ăn uống 2 viên dừa giùm Hà. Đây là cân, nó giúp cho chúng ta mà ai bị rối loạn tiền đình, đau nhức nửa đầu và đặc biệt là mất ngủ nha, xây sẩm mắt mày. Đây là cái dòng cao cấp, cái dòng cao cấp và nó trị cho những người bị rối loạn tiền đình. Cái thứ hai là cái bộ não Gingo này, tất cả chúng ta ai cũng biết về nó. Nó được xem giống như là quạt huyết những não. Nó giúp cho chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, không mất ngủ. Giúp cho da khi mình ngủ, mình không có bị gọi là huyết áp mình cân bằng, tại vì mình ngủ ngon. Đặc biệt là máu nó tuần hoàn về não tốt, không bị xây sẩm mặt mày nha. Một hộp như vậy là 560.000 cho 340 viên, hàng Mỹ, mua tại Costco của Mỹ. Và sản phẩm cuối cùng là sản phẩm bổ não cấp tốc. Bổ não cấp tốc, nhà Hà có 3 dòng bổ não nha. Gingo nè, Gingo và quyết chiến não. Focus là dành cho rối loạn tiền đình. Và có thứ ba là đây là bổ não cấp tốc. Anh chị em nào mà bị mất ngủ, triền miên khó lửa, bị stress, bị áp lực công việc quá nặng, sử dụng cái này. Đầu óc tới đuôi không còn nhớ cái gì hết, con người mình ù lì và cảm thấy quá mệt mỏi, quá vội vã rồi. Sử dụng cái bộ não cấp tốc này, nó giúp cho trí nhớ của mình lùa về, ùa về cấp tốc, tập trung cao độ. Đặc biệt khi mình sử dụng cái này cho mình một giấc ngủ sâu và ngon. Sáng hôm sau con người mình phấn chấn, sáng lên, sáng sủa lên và làm cho con người mình năng lượng tràn đầy. Một hộp bộ não cấp tốc 1.2 triệu. 1.2 triệu, hàng chuẩn Mỹ trăm nha. Trang Minh chốt một collagen viên với một giảm cân. Hương Quỳnh hỏi giảm cân ngày uống mấy viên? Dạ 4 viên, giảm cân ngày 4 viên. Rồi kế tới là lên sóc thơm nè. Giảm cân một ngày 4 viên. Nhớ uống giảm cân phải uống nhiều nước, ăn ít tinh bột lại và giảm chất ngọt lại. Giống như mấy chị đang mở cửa để cho mỡ nó tóc đi, nó vừa mở cửa ra các mấy chị ăn uống trái lại, nó đóng lại liền, làm nó
không có tác dụng. Thành ra phải phối hợp chung với thuốc, có nghĩa là uống thuốc giảm cân là phải uống nước nhiều, ăn tinh bột ít lại và ăn chất ngọt ít lại. Rồi thứ ba là hành lên dòng sắp thơm của Pháp. Cái này một buổi live của Hà bán trên 200 cái sắp thơm này, và mấy chị biết Tết á, Hà bán đỏ đèn này luôn. Và học làm lại, đây là Hà cầm từ Pháp về, không có đụng hàng với ai hết trơn. Trời ơi mọi người ơi, mọi người, ta nói nó thơm, bà ơi là thơm. Khi Hà nghi như vậy, mấy chị thấy cái sát chưa? Màu này không thấy đâu, để Hà làm cái màu này cho nó. Hà nghi như vậy, mấy chị thấy cái sát không? Thấy cái sát bên trong không? Nó đầy lên nè, một cái này là nó đầy lên tới như đây luôn nè. Và Hà cầm từ Pháp về, cái toilet của nhà mấy chị, nhà tắm nè, đặt một cái sát hoa này lên cho Hà. Phòng ngủ của vợ chồng mình hoặc là phòng khách, phòng làm việc, tất cả chúng ta để một cái hộp sáp này lên. Hà nói bước vô cái nhà tắm hoặc là bước vô phòng ngủ của mình, nó thơm lừng lẫy luôn. Khi shipper tới, Hà sẽ đóng lại như vậy. Mấy chị cảm thấy thơm quá, mấy chị đóng lại nha. Thơm quá đóng lại. Rồi coi khi thích thì mở ra, không thích thì đóng lại. Hàng Hà cầm từ Pháp về, sản xuất tại Pháp, chỉ có 85.000 cho một hộp như vậy thôi. Và Hà lọc lại, nó đầy nhóc luôn. Khi shipper đem tới nè, mở ra như vậy, cảm nhận cái mùi của nó thích thì cầm 85.000 trả cho shipper. Không thích chị, không thích mùi này, cho chị trả lại cho Hà đi, không sao hết, không sao. Nhưng Hà cam kết một điều là ai mua rồi không ai trả lại chứ. Nó thơm bà của nội luôn, nó thơm dữ lắm. Mỗi cái mỗi mùi, trên tay Hà đang cầm là hoa lài luôn, hoa lavender nè, hoa hồng muôn gió biển, hoa xả với chanh nha, rất mùi gỗ thông. Hà lặp lại, đây là sáp thơm của nước Pháp, một cái chỉ có 85.000. Trong nhà tắm để cái này cho em, khách khứa đi, mình bước vô cái nhà tắm rồi mọi người, nó thơm kinh khủng khiếp. Rồi không thích đóng lại vậy. Xe hơi, chị nào có xe hơi đó, bỏ cái sáp thơm này vô xe hơi giùm em đi. Tài Đức Võ, một bộ não cắt tóc, bước vô một cái là cái xe mình nó thơm hơn người ta luôn. Rồi khi mình xuống xe không thích cứ đóng lại vậy nha. Sáp thơm hoa một, một sáp như vậy là 85.000. Sữa tắm tốt không? Tylenol bao nhiêu? Tylenol 650.000 cho 325 viên, hàng Mỹ. Code này chị, code 2 trong 1, 280.000. Trời ơi nói thơm. Code Mỹ nè, 280, 2 trong 1, code Mỹ 280. Hà có xà bông cục code không con? Kìa. À, Hà có code nhưng mà code này nó xếp là còn lẻ 35.000 cục. Code của Mỹ nè mấy chị, code Mỹ. Rồi chị nào cho dạ, một cái bộ não cấp tốc. Hà cảm ơn. Dạ, rồi Hà cảm ơn chị. Rồi mấy chị, mới nãy chị em nào mà nói dùng thuốc ho đó, chị nào mà đau cổ họng, ho có đàm, nhận cái kẹo ho này cho Hà. Ricola nổi tiếng của nước Mỹ nè mấy chị. Hà có vị chanh và vị mật ong. Chị nào mà ho mà có đàm quá nhiều, ngậm mật ong này vô giùm Hà, tan đàm luôn nha. Còn chị nào ho, đau rát cổ họng, nó vừa có bạc hà mà nó vừa có chanh luôn. Đây là kẹo ho Ricola của nước Mỹ nha. Nó được chiết xuất từ 10 loại thảo dược của Thụy Sĩ nha. Của nước Thụy Sĩ. Comment giùm Hà, kẹo ho 180. Kẹo ho 180. Hương Quỳnh 2 sáp thơm, Loan Nguyễn 1 sáp thơm. Mấy chị 3 sáp thơm thì Hà miễn ship. Còn lại là phải trả ship bởi vì Hà lời nó test có cũng chút é à mọi người. 85.000 mà cầm từ Pháp về. Kim Nha Trần 1 sáp, Tâm Nguyễn 4 sáp. Dạ Linh, Linh Chi hàm lượng là 500 nha, 500mg đúng rồi đó. Hà lặp lại nha, cái sáp thơm này nè mọi người, một cái sáp thơm này 85.000. Khi nhận hàng kiểm tra ưng ý mới trả tiền. Có cho mấy chị kiểm tra đúng của Pháp mới lấy tiền, không đúng của Pháp trả về cho Hà. 3 sáp thì được miễn ship, còn lại là phải trả tiền ship cho Hà. Còn 3 sáp trở lên là được miễn ship hết nha. Có nho khô không? Dạ có nho khô ngon lắm của Pháp. Có sữa tắm cho màu xanh. Em có bản này nè chị, em có bản này. Bản này là 280, shop em có sẵn bản này. Chị tắm cái Olay này đi trời. Olay này nó thơm mà chị biết không, thay vì mình xài da mặt á thì nó có serum nó đẹp da. Thì trong cái Olay này nè, nó có serum, chị thấy serum nè, serum trong đây. Và nó có luôn chất B3 nuôi dưỡng da mình. Rồi Hà cảm ơn chị nha. Ba sắp thơm Hà cảm ơn chị nè. Tên gì con? Để tao đọc mà Messi gì mười anh nữa. Ai mình bên đây nè con?
ai massage nè, cuối cùng Vân Lê rồi Hà, cảm ơn Vân Lê nha. Nhớ khách cũ thì không cần cho số điện thoại, khách mới thì phải cho Hà số điện thoại để Hà chốt đơn nha. Nhớ rồi, đây là sữa tắm Olay hàng Mỹ, một chai này mấy bà tắm coi tới mù quýt, nó tới 700ml lận, 280.000, cấp ẩm da, có serum cho da, mình có B3 luôn. Comment cho mà sữa tắm Olay 280. Rồi Hà có một cái dòng sữa tắm đô của Mỹ nè, còn đô của Pháp, đô của Pháp đây, Hà nói lại nha, đây là đô của Pháp nè mấy chị. Cái sữa tắm đô này Hà cầm từ Pháp về và nói với mấy chị á, khi mà mấy chị cho cái lượng đô này ra tay á, mấy chị hình dung lên là dâu không, y như dâu vậy đó, sữa chua mình vậy đó, nó y chang cái chất kem của cái thằng đô này y như sữa chua. Khi mấy chị cho ra tay xong mấy chị massage như vậy thì nó mới tạo bọt và tạo mùi thơm lên, đặc biệt là siêu cấp ẩm da cho mấy chị. Sữa tắm đô hàng Pháp nha, 250, hàng của Pháp 250. Comment giùm Hà, comment giùm Hà đô 250 sữa tắm nha, sữa tắm. Rồi tắm cho chốt đơn đi con. Rồi Châu Đỗ Thị 6 sát, Vân Lê 6 sát, 2 triệu Ngân Lan Thị 3 sát, Hương Quỳnh 3 sát, Nguyễn Mỹ 3 sát, Nguyễn Mỹ 3 sát, Hương Quỳnh 3 sát, Lan Thị 3 sát, Vân Lê 3 sát, 2 triệu Ho, Châu Đỗ Thị 6 sát. Rồi cảm ơn mấy chị nha. Lan Nguyễn 1 vỉ ho dùng đơn. Tất cả những cái này Hà cầm từ Pháp về hết nha mấy chị nha. Rồi rồi bây giờ Hà lên tới nho cô, chị nào hỏi nho cô, Hà lặp lại cho. Lấy em xà bông tót. Sao bóng cốt à, Hà còn lẻ nha, lấy mấy cục 35.000 cục, lấy mấy cục thơm lắm trời. Hà còn 5 cục cốt à, bồ lấy hết luôn không? Hà còn 5 cục, Hà còn 5 cục cốt nha, Hà còn 5 cục cốt. Rồi, bây giờ em còn... có tạo xoắn nha bé thỏ ơi. Hà còn 5 cục cốt, còn con còn gì, Arbitrin còn nguyên set luôn á, Arbitrin còn nguyên set kìa. Này con, lấy cưng. Rồi, cái nho cô 310.000 Hà lặp lại nha. Hà lặp lại, gia đình Hà đang sống tại Pháp. Cái nho cô này nè mấy chị, Hà lặp lại nó cưng rô rối luôn. Hai vì mấy chị ăn nho cô của tâm thì khô queo và nó sẵn sảm không. Còn riêng nho cô của nhà Hà, khi mấy chị mở cái xít này ra, trái nho nó tươi, nó tươi rối luôn như gái 18 vậy đó. Và trái nho này nó được chiết xuất từ nho vàng và nho đỏ nha, nho vàng và nho đỏ của Pháp. Mấy chị nhìn vô đây, mấy chị thấy vậy là mật của trái nho, mật của trái nho nha. Comment giùm Hà nho khô 310, không ngon trả lại cho Hà danh dự. Đúng rồi, chết mẹ không, chết mẹ không, hơi lỡ rồi. Lỡ một đường ra có nghe đường sữa tắm đồ có số điện thoại. Sữa tắm đồ á, nó cấp ẩm da cho mấy chị tuyệt vời luôn. Và Hà lặp lại, khi sữa tắm đồ á, mấy chị cho ra tay, mấy chị hình dung cái chất sữa chua sao nó vậy đó. Sau đó mấy chị cho ra tay, cho nước vô, nó tạo bọt và có mùi thơm. Và khi tắm rồi cảm nhận cái da liền nè, cảm nhận cái da liền nè. Sữa tắm đồ này của Pháp nha. Sữa tắm đồ này 450ml nha chị, 450ml. Rồi Hương Quỳnh xà bông cục, sữa tắm nào thơm. Rồi rối loạn tiền đình đúng loại nào? Rối loạn tiền đình Hà có một dòng, đó là bộ não focus, bộ não focus 750.000, 180 viên, Hà mua tại Costco của Mỹ nha. Bộ uống cái này, cái triệu chứng cái này là bộ não focus nè mấy chị. Ai bị rối loạn tiền đình nhức nửa đầu, đứng lên ngồi xuống xây xăm mặt bàn quá, và đặc biệt mất ngủ, ngủ khó ngủ, sử dụng cái focus này giùm Hà 750.000, nó có được 180 viên, uống được 3 tháng, hàng Mỹ. Phát hiện giả đền 1.000 lần liền. Đức Võ một nho khô, Châu Đỗ Thị một nho khô, Trên Đài Trần hai nho khô hết luôn. Mình còn rồi bây giờ Hà nói là cái nho khô, Hà lập nho khô này do Tích Trân gia đình Hà cầm từ Pháp về và Hà lập lại, nó tươi rối rối luôn. Mấy chị khi nhận bịch nho khô, mấy chị nhìn như vậy, nó là cái mật của trái nho. Và Hà lập lại, trái nho nó dài vậy nè chị, to đùng luôn. Mấy chị ăn cho Hà lặp lại, nó tươi như gái 18. Hà là những người không thích ăn những cái ăn vặt đó, nhưng mà ăn cái này Hà rất là good nha. Hà còn 4 bịch cài chốt được cho 4 chị đó. Lặp lại, đây là nho khô nổi tiếng của Pháp, được nó chiết xuất từ nho vàng và nho đỏ của nước Pháp.
ngon lắm đấy chị, chỉ có 310 ngàn, 310 ngàn thôi. Dạ, kẹo ho 45 viên nghe chị, 180 ngàn. Kẹo ho 45 viên, thuốc bổ não giá sao? 750 ngàn đó cho bột. Và cái bộ não mà nói mà rối loạn tiền đình đó là 750 ngàn, còn rối loạn mà ginkgo đây thì 560 ngàn cho 340 viên. Cái này nè không bị bệnh gì hết, uống vẫn được, nó giúp cho máu tuần hoàn về não, nó giúp cho không bị đau đầu, nhức đầu, không say sẩm và ngủ ngon. Tất cả chúng ta ai cũng xài, mua một hộp này xài chung cho cả gia đình, tài xế xe, sinh viên, học sinh, kế toán, kiểm toán, chị nội trợ, giáo viên xài được hết, giúp cho não mình khỏe mạnh thôi nha, không bị tai biến mạch máu não, cái não mình lúc nào cũng khỏe mạnh hết. Comment giùm nha, bổ não nghiên cô 560. Còn cái này là đặc trị rồi, đặc trị rối loạn tiền đình, đau nhức nở đầu, mất ngủ nha, xây sẩm mặt mày, 750 ngàn cho 3 tháng. Tất cả những mặt hàng này là đều từ Costco của Mỹ á. Và cái dòng bổ não cấp tốc, cấp tốc này là gọi là nó là siêu phẩm và là thường dược cho mọi người. Hà lọc lại, anh chị em nào mà làm việc bị căng thẳng, bị stress, quá trời stress, bị áp lực công việc đè nặng, đầu óc mình tối đen thui luôn, gọi là suy nhược, thất sắc trầm trọng, một đêm ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ mà mất ngủ ngày này qua ngày kia, sử dụng cái bộ não cấp tốc của Mỹ, nó sẽ giúp cho trí não của mình ùa về, tập trung về, nó giúp cho cái độ tập trung của mình cao độ luôn, sáng suốt lên. Uống một viên này nó cho mình một giấc ngủ thật là ngon, sáng dậy cơ thể chúng ta khỏe khoắn, tươi tỉnh, thần sắc chúng ta lấy lại. 1.242.000 đây là dòng bổ não cấp tốc của nước Mỹ nha. Nội tiết tố nữ em có dòng này của Pháp nha, 450.000, nó sẽ cân bằng nội tiết tố cho mình nè, kéo dài tinh nguyệt, chống khô hạn cho mình hay mọi người, không có làm cho mình bị bốc quả, đẹp da và hỗ trợ cân bằng huyết áp cho mình luôn nha cả nhà. 450.000 cho Pháp, hàng Pháp, nội tiết tố của Pháp. Comment giùm em là nội tiết tố Pháp 450. Hộp này nó tới 200 viên lận nha, mỗi ngày chị em mình uống giùm em 2 viên là hộp này uống hơn được 3 tháng đó. 450.000, comment giùm em là nội tiết tố Pháp 450. Rồi bây giờ Hà lên cái sản phẩm của nước Pháp đây nè. Hà lặp lại, gia đình Hà đang sống ở Mỹ, gia đình Hà đang sống ở Pháp, Hà bay đi qua đi về, đi về qua đi về. Và Hà lặp lại với mấy chị, những cái sản phẩm của nhà Hà, tất cả luôn, phát hiện ra hàng giả đền 1.000 lần. Hà không bán hàng mà làm chấm cấu, Hà không bán của Hàn, không bán của Thái, không bán của Nhật, Hà không bán của Hàn Quốc, Hà chỉ bán của Pháp, của Mỹ là do trích sơn gia đình Hà. Và đặc biệt là không qua trung gian của ai hết. Mua hàng ưng ý mới trả tiền, không cọc một đồng bạc nào hết. Mấy chị em chốt đơn của Hà, ai mà điện thoại cọc quất liền cho Hà là lừa đảo nha. Mua hàng cái số chốt đơn trên bay nè, cái số tài khoản một, số một duy nhất, còn lại là gạt. Mới cái like vừa rồi là giọng người Bắc đã điện thoại cho khách hàng của Hà gạt rồi, là điện thoại cọc mà nó lựa những cái đơn vài triệu, nó bắt người ta cọc là sai nha, là sai. Mát ghe, mát bao tử, Gaviscon bao nhiêu, Focus bao nhiêu. Rồi Hà cảm ơn nha. Một cái kem trắng nè, một cái con gách đỏ nè con. Một con gách đỏ là con bao mực. Chín lê. Con gách đỏ là lặp lại, con gách đỏ siêu trắng răng, hàm lượng trắng răng nhân lên tới 10x là 180 ngàn. Đây, con gách đỏ của Mỹ nè mấy chị. Đây là đưa lên cho mấy chị nè. Con gách đỏ trắng răng của Mỹ nè. Hàm lượng. Đây. Mấy chị thấy số 10 không? Đây là trắng răng lên tới 10x. Đây là sản phẩm siêu trắng răng của Mỹ. Comment gì mà con gách đỏ, đây là siêu trắng răng nha. Con gách đỏ 180. Kem đánh răng siêu trắng răng 180. Dạ, Focus 750 nha. Focus 750.000, 180 viên. Gaviscon là 310.000. Cái Gaviscon này nè, Hà lặp lại, khi mà mình đau bao tử á, đau dữ rồi, mà nó thích hợp với tài xế xe, nó thích hợp với là những người mà đang đi công tác mà hay có triệu chứng đau bao tử nha, thì sử dụng cái Gaviscon này dùm Hà. Hàng Hà cầm từ Pháp về, một hộp thuốc bao tử của Pháp Gaviscon nó có 24 ống này bên trong nè, một hộp như vậy là nó có 24 ống này bên trong. Khi cơn đau bao tử trỗi lên, cứ việc lấy một ống này vuốt uống trực tiếp cho dùm Hà, nó tráng bao tử. Và ai bị trào ngược nè, ai bị viêm loét, sử dụng dùm Hà, ở chua ở nóng lên đó, sử dụng dùm Hà. Comment dùm Hà bao tử Pháp 310 ngàn, bao tử Pháp 310 ngàn. Để Hà coi cái đáp của nó nha mọi người.
là coi cái lá thể báo luôn. Tháng 11 năm 2025 comment giùm Hà bao tử pháp 310.000. Ai đã trào ngược dạ dày, viêm lết dạ dày ở chua, ở nóng, nó tráng bao tử và nó cân bằng axit trong bao tử mình luôn. Gaviscon của Pháp 310. Hà bán sản phẩm của Pháp và Mỹ nha. Thuốc đau nhất thì em có Advil nè chị, đau nhất cái lăn nóng cho mát rồi. Dạ, đau nhất mình sử dụng dòng này được nha. Hà đau nhất Hà đưa cho em những sản phẩm này. Cái này là đau đây này nha. Hà có Titanol là 650.000, 355 viên. Advil 340 viên, 360 viên, 590.000. Tất cả cái này Hà đều mua tại Costco của Mỹ. Rồi ngoài ra những sản phẩm mà thoa đau nhất Hà có Benga của Mỹ nữa nè. Một cái Benga như vậy là 240.000, một hộp như vậy là 420.000. Nhất ở đâu thoa đó chị Hà? Nhất là ai bị đau về cái cổ, bị tê bì cái tay này, hoặc là ngồi mua bán nguyên ngày mà cái lưng của mình nó đau nhức buốt luôn, lấy cái bên gai này thoa lên cho Hà, lấy cái bên gai này nè thoa cho Hà, nó sẽ cắt đứt cơn đau nhức của mấy chị và nó nóng, thoa từ từ thôi. Comment giùm Hà bên gai 240. Nguyễn Lý ba tử pháp cho em xin số điện thoại, Tài Đức Võ chốt ba tử pháp 310. Dạ Hà cảm ơn chị. Comment giùm Hà bên gai này là trị đau nhức cho mọi người, 240.000. Còn gia đình mình mua nguyên một set là có 2 cây là 420.000, Benga của Mỹ nha, Benga của Mỹ. À, chiều nương Omega 3 là 750, em còn có một hộp. 750 nha. Omega 3 sắp đóng còn. Dạ, hết rồi. Cái Omega 3 của Pháp Hà cập lại đây là hàng siêu siêu nổi tiếng của Pháp. Hà cầm từ Pháp về. Chị em nào mà mắt có vấn đề, con mắt mình yếu quá, đây bổ trợ mắt nào. Chị em nào muốn cho trái tim mình khỏe mạnh, máu tuần hoàn về, tim tốt, sử dụng Omega 3 này. Đặc biệt ai hay bị quấy quải, suy nhược cơ thể, mất ngủ thì sử dụng cái này nha. Comment giùm Hà Omega 3 của Pháp. Omega 3 của Pháp 750, nó có 300 viên, hàng Hà cầm từ Pháp về. Vũ Thùy Trang bao tử Pháp 310, bên gai đau nhất một set cho Nguyễn Lý dùng đơn. Rồi Hà cảm ơn nha, lấy nguyên set cho con. Em trắng da mặt đi chị, em không có nhau thai cụ nha. Hà bán hàng của Pháp và của Mỹ nha mọi người. Hà lên cái này xong rồi Hà lên kem trắng da. Kem trắng da của nhà Hà lặp lại nha. Hà có serum trắng da có retinol hàng chuẩn Pháp, super trắng da 280.000. Kem trắng da 40ml 280.000. Hà lặp lại, đây là sản phẩm siêu trắng da có thương hiệu, có nguồn gốc Hàn Quốc nha. Quản lý lấy Omega 3 dùng đơn luôn. Rồi Hà cảm ơn. Thuốc cảm nhất 590 cho Bạch Liên, cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Rồi cái B12, mới nay chị nào hỏi B12 nè. B12 là một cái chất dẫn nha. Và Hà bán cho mọi người 650.000 B12. Em muốn mua thuốc bao tử. Rồi bao tử. Rồi trong lúc nó lấy ra thuốc bao tử, Hà lên sản phẩm này của Pháp. Đây là sản phẩm mọi người cần nên phải có trong gia đình. Đây là sáp thơm treo. Sáp thơm treo hàng của nước Pháp. Gia đình mình có cái sáp thơm treo rồi, cho mẹ má cho con. Sáp thơm treo. Rồi Hà, cái bao tử là để đây. Hà nói xong cái Hà là qua tới bao tử liền. Đây, Neseum là của Mỹ nè. Hà nói cái sáp thơm treo xong Hà nói bao tử cho chị liền. Đây là sáp thơm treo của nước Pháp. Hà cua ra luôn. Trong lúc nó có lấy cái hộp nào mà nó bị mất không? Còn có hộp nào bị mất không? Rồi đi. Đây em cua ra cho biết. Khi shipper tới nghe mấy chị, em nói như nè, nó đang dán kính như vậy mà mở ra tao nói nó thơm nguyên cái phòng này luôn. Đây là sáp thơm treo của nước Pháp. Em phá xin nó ra luôn mấy chị. Đây nó thơm. Rồi, em vừa vui ra là nguyên cái phòng này nó thơm lừng luôn mấy chị ơi. Hàng cầm từ Pháp về. Má ơi nó thơm. Nó thơm. Quá thơm mấy chị ơi. Đây là sáp thơm quá trời thơm. Dạ em có mét gan, có bút cảm, đợi em rồi, tí nha. Đây là sáp thơm treo của nước Pháp. 160.000 cho một cặp như vậy nữa chị, một set như nào. Hà lập lại tủ quần áo của mình, treo một móc này lên. Trong nhà tắm của mình, treo một móc này lên. Trong tủ quần áo con cháu mình,
có chỗ treo thì treo, không có chỗ treo thì cứ để nó như vậy. Hà lặp lại super thơm. Và đây là hàng Hà cầm từ Pháp về, 160.000 một set vậy nè. Được hai cây như vậy, Hà cua đây cho mấy chị coi nè. Cái tủ quần áo trong gia đình mình của vợ chồng con cái này nè, mấy chị treo lên như vậy chứ hà. Trong cái tủ á, treo lên một cái gì má thằng ông nội nó đơn chịu không nổi luôn. Rồi trong nhà tắm, trong nhà tắm treo một cái thanh này lên giùm hà, treo thanh này lên, đẩy cái cửa nhà tắm vô là nó thơm ngát trời mây nha. 160.000 bà lặp lại. Ba cục sáp to đùng, ba cục sáp to đùng, mấy chị xài chừng nào mà nó còn cái gọng này không thôi, mấy cục sáp nó biến mất cái chân thì nó mới hết thơm nha. Comment cho mà sáp thơm treo 160, hàng nước Pháp, hàng của Pháp. Comment cho mà sáp thơm treo 160. Cái này mà trong Tết đó mấy chị biết một cái like của Hà là cả 200 set như vậy, một like đi dèo dèo dèo. Và khi xài cái này ấy, Hà ơi, con gái chị khoái quá trời. Có nghĩa là Hà lặp lại nó siêu thơm. Khi shipper tới, mấy chị cứ được quyền mở ra, không thơm trả về cho Hà nha. Comment giùm Hà sáp thơm treo 160. Thơm má ơi luôn mấy chị ơi, thơm bứt cái mũi luôn rồi. Trời ơi cái mùi này quá trời rồi. Rồi bao tử, bao tử, chị nào hỏi bao tử nha. Chị nào hỏi bao tử, đây là cái Nexium được đánh giá 5 sao trên trang Amazon của Mỹ. Hàng này là hàng Hà cầm từ Costco của Mỹ về. Rồi chị Chính Lê sắp đem treo một bịch nha chị. Ok, hãy dùng đơn cho chị nha. Rồi Hà cảm ơn. Rồi bị ở đâu còn con. Rồi bây giờ nè, bên gai một chai cho Kim Dung. Con đọc bên điều nó Lý Nguyễn Đức Cảm. Con đọc lắm. Bao tử xung giá sao, Ngọc Duyệt chốt sắp treo, Thái Yến chốt kiểu ho. Rồi tiếp dụng nóng đi em. Rồi bây giờ mày quay máy. Rồi bây giờ lên cái Nexium là thuốc bao tử nha. Cái Nexium này được đánh giá 5 sao trên trang Amazon của Mỹ. Chị em nào bị viêm rết dạ dày, cào ngược dạ dày, ở nóng ở chua, sử dụng như mà một hộp như vậy nó có 14 viên bên trong. Nó nhỏ xíu nhưng mà nó có vỏ cực kỳ. Đây là thuốc đặc trị bao tử nổi tiếng của Mỹ. Một set như vậy là 810.000, nó có 3 hộp bên trong. Còn không thì mấy chị mua hộp lẻ như vậy, một hộp lẻ như vậy là 280.000, nó có 14 viên bên trong. Ở tại Việt Nam mình bán viên lẻ 33.000 tới 35.000 một viên tùy nhà thuốc bán. Hàng này Hà cầm từ Mỹ về. Và cái đắt của nó là, có đắt luôn em mọi người, có đắt luôn. Đây. Cái đắt của nó là tháng 12 năm 2025. Comment mà Nexium trị bao tử 280. Chị Ri Nguyễn 2 set sáp treo, Trương An Lê sáp treo, Lan Huỳnh sáp treo 160, Nancy sáp treo 160, Đài Đen Hà sáp treo. Rồi comment giùm Hà Nexium 280 một hộp như vậy, 14 viên. Viêm rết dạ dày, trào ngược dạ dày, ở nóng ở chua, nó là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nha. Nexium 280, ai mua nguyên một set là 810.000. Rồi thuốc cảm chị ơi, cái bên gai này là trị đau nhất 240.000. Ai mà đau vai cái cổ nè, bị tê nguyên cái tay, bị ê buốt nguyên cái xương sống, nhức chân, nhức cái nhượng chân mà ngồi mà đắp bóp vậy, thoa lên cho Hà mà nó nóng nha. 240.000 Benga của Mỹ. Đây Benga của Mỹ 240 cho một chai, còn một set như vậy là 420.000. Benga chị đau nhất của Mỹ. Dạ sữa tắm bé em có nha, tắm gọi bé 160 đồng giá nha mọi người, 160. Comment giùm em nha, tắm gọi cho bé rất là thơm, hàng Pháp hàng Mỹ nha mọi người, 160.000 một chai. Nha, 160.000 con lấy cho má cái serum với là cái trắng da liền đi không? Rồi bây giờ Hà lên cái cảm cúm xong Hà lên trắng da. Mấy chị nghe cảm cúm nha, mấy chị hỏi luôn nè. Bây giờ mấy chị nào mà cần nó cảm cúm Hà lên. Hai sản phẩm này Hà đều cầm từ Mỹ về, từ Costco của Mỹ về. Cái này được gọi là Advil, Advil nâu của Mỹ nha. Advil nâu của Mỹ 360 viên, 590.000. Tylenol của Mỹ 650.000 cho 325 viên. Công dụng của nó là gì? Đau đầu, nhức đầu, sốt, cảm cúm đều sử dụng nó được. Đau bụng kinh nguyệt sử dụng được. Và đau răng, nhức răng sử dụng được. Mình hôm nay mình làm việc về căng thẳng đầu óc quá, nhức đầu cứ uống vô là hết.
sốt lên, nóng lên, uống vô vậy mà. Tất cả sản phẩm này đều là của Mỹ. Mua hàng nhà Hà, yên tâm về chất lượng, cam kết 100% sẽ đền 1000 lần khi phát hiện hàng giả nha. Rồi, bây giờ qua sản phẩm trắng da. Hà qua sản phẩm trắng da. Nè con bên ra được không? Em không có hàng của Úc nha. Chị ơi, Hà chuyên hàng Pháp Mỹ nha. Hà chuyên Pháp, chuyên Mỹ. Tại gia đình Hà đang ở đó nha, Pháp Mỹ. Rồi lên kem trắng da. Rồi bây giờ mấy chị nè, Hà lên kem trắng da và serum trắng da nha. Nghe gì mà đáp cái thuốc cảm này nó rất là xa nha mấy chị, đáp rất là xa. Tháng 1 năm 2026 cho Advil. Còn Tylenol là tháng 3 2027. Em mua đắt xa, cái nào đắt gần là em sẽ sale, một xíu sale liền. Tắm gọi bé 160 Kim Chi Nguyễn ơi, 160.000, 160.000. Rồi, bây giờ nè, con cho má cái viên uống trắng da luôn con. Đây, đây là những dòng sản phẩm Hà cầm từ Pháp về và đình đám. Và Hà cam kết sản phẩm chính hãng 100%. Trên tay Hà đang cầm gọi là kem mặt trắng da. Hà là một cô gái Úc trong một gia đình. Hà năm nay 51 tuổi. Chị ruột Hà sống tại Pháp rất lâu năm nha. Chị Hà, chị của Hà là 62 tuổi. Mấy chị nhìn cái da mặt của chị Hà là mê tức thò lò. Chị toàn là xài những sản phẩm này và rất tiện lợi cho mình khi đem theo. Trong đây vừa có ơ dưỡng da, vừa có C trắng da, cấp ẩm da cho mấy chị. 280.000 thương hiệu Bio của nước Pháp. Comment giùm Hà kem trắng da Pháp 280 thương hiệu của Pháp. Comment giùm Hà kem trắng da 280. Rồi bây giờ Hà test thử ra tay cho mấy chị coi cái đó. Hà test thử cho mấy chị coi nha. Mấy chị cho một cái lượng tí xíu thôi nha mấy chị. Đây, bé Lắm nó test cho mấy chị coi. Mấy chị ra chất kem có mùi thơm, chất kem có mùi thơm cho mấy chị luôn. Và sản phẩm này của nước Pháp, nó có ơ nuôi dưỡng da, chống chảy xệ da, chống mụn. Nó có C nâng tông da mặt mình lên, trắng lên. Comment giùm Hà kem trắng da 280. Và đây là sản phẩm của nước Pháp hiệu Bio 280. Comment kem trắng da 280. Cái thứ hai cùng hiệu với nó, cùng hiệu với hiện này là viên uống trắng da và viên uống chống nắng. Một hộp này là nó có hai công dụng, vừa trắng da cho mấy chị vừa chống nắng. 450.000 cho 30 viên là uống được 1 tháng. Hà lặp lại, chị em nào đang có làn da bị nâu, bị trầm, chị em nào đang có bị đồ mồi chấm đốm nâu, sử dụng viên uống trắng da giúp Hà. Một hộp như vậy là 30 viên, sản xuất tại Pháp. Khi mấy chị uống cái này, sáng ăn sáng ra xong lấy một viên uống như cho Hà. Mấy chị cứ quên thoa kem chống nắng thì trang bạn này bảo vệ cho mấy chị luôn. Comment giùm Hà viên uống trắng da, trong đây có chống nắng, 450, thương hiệu cùng với là kem trắng da luôn, hàng Pháp. Comment giùm Hà kem trắng da 450. Kế tiếp là serum, có nghĩa là một combo của nó luôn mấy chị. Nancy Trần kem trắng da, Nguyễn Lý kem trắng da, Hà Thu kem trắng da, Nguyễn Mỹ kem trắng da, Kim Chi kem trắng da, Trường An Lê kem trắng da, Kim Lê Nguyễn 280 là lấy kem kem trắng da đó. Dạ. Rồi, đây xì xì chị. Rồi Hà cảm ơn mấy chị nè. Dạ, tất cả nghe, đợi khách hàng nào, khách hàng cũ thì thôi, khách hàng mới nhớ cho Hà số điện thoại để Hà đi đơn cho mấy chị. Hà chốt đơn, chốt đơn mà không có điện thoại là bó tay nha. Rồi, comment giúp Hà serum trắng da và serum này có retinol nha. Serum này xài ban đêm. Hà lặp lại, chị nào mà xài cái này mà da mặt chịu một cái rồi bao phê chữ E kéo dài. Nó mang tên là Super nha. Super, một hộp serum trắng da của nước Pháp có giá là 280.000. Hà lặp lại, tối sau khi rửa mặt xong, mấy chị cho 3 giọt này nha. 3 giọt này lên cái da mặt của mấy chị, 3 giọt. Đây là serum có retinol nha. Serum có retinol. Comment giùm Hà serum trắng da 280. Kim Chi Nguyễn ba sữa tắm bé có số điện thoại. Hoàng Kim kem trắng da Pháp. Nguyễn Lý viên uống trắng da. Xuân Nguyễn trắng da 450 viên uống. Mấy chị,
mấy chị xài hàng của Pháp đi, sướng lắm và chất lượng. Nội mà cái chai dầu gội đầu của Pháp mà em nói 180 ngàn, mấy chị nhận cái chai là mấy chị đánh giá liền cái sản phẩm nha. Duy Nhi một cặp luôn, một kem, một serum. Hà lặp lại, đây là serum trắng da, super trắng da hàng của Pháp. Comment giùm Hà, serum trắng da 280. Rồi cái này là viên uống mát, làm mát gan, giải độc gan nha mọi người, và hỗ trợ chức năng gan cho mình, hàng của nước Pháp. 450 ngàn cho 200 viên, mỗi ngày uống giúp em 2 viên nha. Làm mát gan, hỗ trợ chức năng gan cho mình nha mọi người, không có làm cho mình men gan bị cao lên. Cái này nó từ hoa artiso của Pháp, từ hoa artiso của Pháp. Chị nào muốn giải độc cho cái gan của mình, muốn cho cái gan của mình nó khỏe, nó mát, nó giúp cho không có cholesterol, không bị gan nhiễm mỡ nha. Và đặc biệt là ung thư gan, sử dụng cái viên uống giải độc gan giùm Hà. Một hộp như vậy là 550 ngàn, có 200 viên, hàng sản xuất tại Pháp. Giải độc gan của Pháp, giải độc gan của Pháp 5 50. Quanh Nguyễn Kim 200 viên mà nghe mấy chị, 200 viên mỗi ngày 2 viên giùm Hà. Giải độc gan, chồng con mình mà uống rượu bia nhiều nè, cơ thể mình ăn dầu mỡ nó tích tụ nè ha, uống cái giải độc gan này giùm Hà, nó giảm cholesterol trong gan luôn, nó giúp cho gan không nhiễm mỡ, nó giúp cho không bị ung thư gan. Cái gan được giải độc ra, hàng sản xuất tại Pháp. Giải độc gan 550, 200 viên hàng Pháp nha. Quanh Nguyễn kem trắng da Pháp, Như Hà serum trắng da, Nguyễn Mỹ serum trắng da, có viên uống thiếu máu não không chị? Dạ có. Tháng 2 năm 2026, cái đất của nó là tháng 2 năm 2026. Có thuốc nhỏ mắt ánh xanh không? Rồi, bây giờ Hà nói là bộ não nè. Bộ não nè, chị ơi. Em có cái focus này là cái dòng. Cái focus bộ não Hà có 3 dòng. Chị nghe rồi chị xem coi mình thích hợp với cái nào. Tất cả Hà đều cầm từ Mỹ về. Mấy chị mua sản phẩm bên nhà em, phát hiện hàng giả Hà đền 1000 lần nha, không cọc một đồng nào á. Khi nhận sản phẩm ưng ý mới trả tiền, không ưng ý đưa shipper về cho Hà, bởi vì Hà bán hàng chính hãng, Hà không ngại bất cứ gì hết. Cộng với shipper còn ở đó cứ check thông tin đầy đủ mới trả tiền, không cọc nha, nhớ lặp lại là không cọc. Hà có cái số chốt đơn trên trang bay của Hà, có số tài khoản, không cọc cho ai bất cứ đồng nào, cọc là gạt nha. Bây giờ Hà nói về từng loại của bộ não. Kim Chi chốt bổ gan, để lại giùm em số điện thoại. Phạm Nở giải độc gan. Chị em nghe coi, chị nào mà đang cần bộ não nè nghe. Trường Gan Lê giải độc gan. Rồi, cái này á là hoạt huyết dương não, hay gọi là bộ não Ginkgo của Mỹ. Một hộp như vậy là 560 ngàn, nó có 340 viên. Máu tuần hoàn về não cực tốt, không bị đau đầu nhức đầu và giúp cho mình ngủ ngon. Tất cả chúng ta không bệnh lý gì vẫn uống nó được. Nó là hoạt huyết dưỡng não của nước Pháp Mỹ, của nước Mỹ, 560 ngàn. Nước rửa phụ khoa cho Hà 3 ngày nữa đi về tới, 3 ngày nữa là hàng của Mỹ về tới. Rồi, comment giùm Hà, comment giùm Hà hoạt huyết dưỡng não hoặc là bổ não Ginkgo, giúp cho máu tuần hoàn về não tốt, không bị nhồi máu tai biến mạch máu não, giúp cho mình ngủ ngon, không bị đau đầu nhức đầu, không bị mất ngủ. 560 ngàn, 340 viên là một bộ não. Bộ não này tất cả ai cũng xài được hết, cho cái não mình nó khỏe. Còn cái này là đặc trị nè, cái này là đặc trị có bệnh lý. Chị em nào bị rối loạn tiền đình nặng, nhức nửa cái đầu, nhức bưng bưng nửa đầu hoài, mất ngủ, ngủ rất khó khăn, chị em nào hay bị say sẩm mặt mày, choáng váng mặt mày, phải sử dụng bộ não focus này. Một hộp bộ não focus có giá là 750 ngàn cho 180 viên, sử dụng được 3 tháng, hàng tại Costco của Mỹ. Chị có cái áo đẹp quá, cho em xin chị chỉ để mua giới. Có hút kháng sinh nhỏ mắt không? Linh Nguyễn một bài giải độc gan luôn. Rồi chương trình lên á. Rồi cái thứ hai là bộ não cấp tốc. Bộ não cấp tốc, anh chị em nhà mình bị stress quá nặng, bị áp lực kinh khủng, mất ngủ triền miên có nửa nữa, mất ngủ ngày này qua ngày kia qua ngày nọ. Hà còn một cái màu trắng chưa vui, bà đất không, bà đất không, chỉ có nhiều
280.000 bà đất nông tôi ship cho, nhưng mà màu trắng tôi chưa vui ra. Y chang vậy nhưng mà màu trắng, y hệt vậy màu trắng, chỉ có 280.000 thôi. Y vậy mà có một cái nghe trời, một cái một Hà lấy một cặp màu đỏ với màu trắng, hết y chang vậy nhưng mà màu trắng chỉ có 280.000 thôi. Ginkgo bộ não giá sao? 580.000 ginkgo bộ não. Rồi bây giờ Hà đang cái này là cái bộ não cấp tốc. Nếu chúng ta bị đầu óc tối đuôi luôn, bị stress quá nặng, bị áp lực công việc quá trời, mất ngủ triền miên có lửa, uống viên này vô, nó sẽ cho mình trí nhớ quay về, ùa về, nó làm cho con người mình bừng sáng lên, cho mình một giấc ngủ cực ngon, sáng cho con người của mình ngủ một giấc đầy việc đầy, ngủ ngon luôn, và sáng dậy con người mình phấn chấn lên, sáng suốt lên, minh mẫn lên, trí nhớ quay về rất nhanh. Nó được gọi là bộ não cấp tốc 1.2 triệu, có 42 viên. Đây là cái dòng cao cấp nhất của bên bộ não Hà Mỹ. Ngọc Lan bộ não Mỹ 750. Rồi Hà, dầu xanh Mỹ giá bao nhiêu? Dạ dầu xanh là 150, dầu vàng 108, dầu trắng 150 nha. Dầu xanh, dầu trắng, dầu vàng. Dầu xanh, dầu trắng là 150, dầu vàng 108 nha. Rồi chị nào mới hỏi nha, Hà còn một set Iris Ring, Hà còn một set Iris Ring 270.000 xà bông tắm của Nam, nó thơm má ơi. Con còn sữa tắm Nam này không con? Huỳnh, dạ còn. Dạ còn. Huỳnh Thủy một bộ não 560. Rồi Hà cảm ơn Huỳnh Thủy nha. Cái này là quà quý dưỡng não nè, ai cũng muốn được hết, ai cũng muốn được hết nha. Cái này giúp cho mình máu tuần hoàn về não tốt nha. À đây, rồi đây, đây là cái Iris Ring xà bông của Nam. Trời ơi, tao nói nó thơm dữ lắm mấy chị ơi. Em nói nhỏ mấy chị, cái này có con đấm nè, em nói nhỏ nhỏ nên nó mắc cỡ. Chồng nó xài chai này xong nó có bầu luôn. Cái này Hà nói thiệt, Hà nói Hà đang nói thiệt, con nói ngồi đây. Tại vì cái Hà vừa mới tem này về, nó má con chốt cho chồng con trai. Tao nói đè hết hoài đi, đè hết hoài có bầu đẻ luôn. Thiệt, cái này nói thiệt không mới giỡn này. Một chú tiểu. Đẻ ra rằng thằng giúp thầy, mà cái này là Hà nói nghiêm túc nha trời. Hà nói nghiêm túc, siêu thơm. Còn cái chuyện nó có bầu chứ nhiều khi trùng hợp với mấy chị, nhưng mà cái này thơm. Một chai, thiệt cái này nó thiệt. Một chai Iris Ring của Nam, tắm gội cho Nam của Mỹ 300.000. Một set xà bông cục cùng hiệu với nó nè. Set này có 8 cục, nhà có con trai, có chồng con mình. Để cái này vô một cục để trong nhà tắm. Có 2-3 nhà tắm thì để vô mỗi nhà tắm một cục. Còn nhiều để vô tủ quần áo, nguyên tủ quần áo thơm luôn. Rồi sau thì nào hết lấy xài. Hàng của nước Mỹ, comment vậy mà. Sữa tắm Nam nè, Iris Ring của Nam 300, còn cái này là 270.000. Hả, còn có một set unique lên rồi mọi người, một cục lẻ là 35.000. Comment vậy mà. Set xà bông cục Nam 300, 270. Set xà bông này là 270. Một chai sữa tắm Nam này là 300. Rồi Hà Nguyễn ơi, mình chốt bộ não nào, comment giá giùm em và cho em xin luôn số điện thoại nha. Cho em xin luôn số điện thoại. Có nhờ loại nào trong lụng tóc mà? Dạ đúng rồi, mọc tóc không? Chị ơi, nhỏ mắt của Mỹ 250. Cái này được gọi là nước mắt nhân tạo. Cái này được gọi là nước mắt nhân tạo. Mấy chị nào mà hay bị sốn mắt, bị ngứa mắt, bị đỏ mắt, nhỏ mắt như thế mà. Bộ não cắt tóc bao nhiêu? Dạ 1.2 triệu. Bộ não cắt tóc 1.2 triệu. Lên thuốc bổ khớp. Comment giùm Hà, nhỏ mắt 250. Hà lặp lại, rất cần thiết cho đôi mắt của chúng ta, bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Và đây là cái dòng hàng cao cấp của Mỹ. Thuốc nhỏ mắt được gọi là nước mắt nhân tạo của Mỹ nè. 250. Comment giùm Hà, nhỏ mắt 250. Set xà bông Nam cho Nguyễn Lý, để đây giùm em số điện thoại. Dùng đơn. Rồi cái này là 270, còn set màu à, được không? Dạ, đợi tí lên bổ khớp liền nha. Rồi. Rồi bây giờ trên tay Hà đang cầm, là dầu gội đầu tinh dầu bưởi của Pháp. Gia đình Hà sống ở Pháp nên là bán hàng Pháp cho mọi người. Đây, đây là dầu gội đầu tinh dầu bưởi. Hà có hai size, size lớn là 280.000, size nhỏ là 180.000. 180.000. Nè lưu ý nè, chai lớn là 208, chai nhỏ là 108. Dầu gội bưởi này công dụng là gì? Chị em nào mà xong em bé xong tóc rụng quá trời, chị nào mà chải đầu, gội đầu mà tóc rụng nùi nùi, sử dụng đây là thuốc đặc trị chống rụng tóc của nước Pháp nha. Chống rụng tóc của nước Pháp. Tuy nhiên, đây có chất, nó là được chiết xuất từ lá bưởi á mọi người, từ bưởi. Nhưng mà nó khô, mấy chị phải có lên dầu xả vậy mà. Hà công khai trên live nha, công khai trên live. Đây là thuốc đặc trị cho rụng tóc. Chị em nào mà tóc rụng quá trời rụng
thì sử dụng cái này ngăn ngừa tuyệt đối rụng tóc. Ai mà xấu, rụng mà nó bị xấu như này nó mọc tóc con lên luôn. Nhưng mấy chị phải xài kèm với dầu xả vậy mà. Trong đây nó có thuốc, có chất thuốc để cho tóc mình đừng rụng nha. Comment vậy mà. Dầu gội bưởi 280, hàng sản xuất tại Pháp. Dầu gội bưởi 180. Rồi, comment vậy mà. Dầu gội bưởi 280 size lớn, 180 size nhỏ, hàng sản xuất tại Pháp. Rồi, nào qua mã nha. Nào Nguyễn giải độc gan dùng đơn Mai Xuân chốt nhỏ mắt 250 cho em xin số điện thoại. Cấp nè. Bộ não cấp tóc bao nhiêu? Dạ 1,2 triệu nha. Bộ não cấp tóc là lặp lại. Bị stress quá nặng, bị áp lực quá nặng, bị mất ngủ trầm trọng, sử dụng nó giùm nha. Bích Thủy một xà bông nam 300. Rồi, nào cảm ơn nè. Có glucosamine sao? Đây đây đây, glucosamine là đang để nè. Nè con, dầu gội nam nè con. Rồi giờ em lên xương khớp nha mọi rồi, người. Rồi bây giờ lên xương khớp với chị lắng nghe, lên xương khớp nha. Chị Hà có biotin của Mỹ thế nè. Biotin này á, là 450 ngàn, nó có 750 ml. Xài chai này là xài tới giao thừa luôn, nó to đùng luôn nè. Và cái chai này nó có collagen để nuôi dưỡng tóc cho mình luôn. 450 hàng Mỹ nha, hàng Mỹ chính hãng của Mỹ, phát hiện giả đời 1000 lần. Ok không? Rồi bây giờ lên xương khớp với chị lắng nghe nhưng mà nghe xương khớp Osteo xanh đâu. Rồi, đây. Rồi bây giờ Hà lên xương khớp. Lên xương khớp. Lắng nghe xương khớp nha. Đầu tiên Hà lên xương khớp của Pháp trước. Hà lên xương khớp của Pháp trước. Chị em nào bị, anh chị em nào bị tê, bị chân tay nặng, bị chuột rút, bị tràn màng dịch khớp gối, nhức, có nghĩa là bị khô khớp, đứng lên ngồi xuống quá nhức đau xương khớp, leo lên lầu bước xuống đau quá đau cái khớp, sử dụng cái hộp này giùm nè. Cái đất của nó là tháng 1 năm 2027, 450 ngàn cho 200 viên, hàng sản xuất tại Pháp. Và trong hộp của Pháp nó không làm hộp nhựa như vậy, và nó làm trong hộp gỗ mỏng như vậy, để khi mình xài mình có bỏ cái hộp này đi nó không bị ô nhiễm môi trường. Đó là hàng của Pháp. Công dụng tê bì chân tay, đau xương đau khớp, tràn màng dịch khớp gối và bị chuột rút nha. Rồi, ai bị đau bao tử sử dụng màn này luôn, bởi vì trong đây có tinh chất nghệ, trong đây có đau bao tử sử dụng sản phẩm này được luôn. 450, comment cho mà khớp Pháp 450, đau xương khớp Pháp 450, 200 viên. Rồi qua sản phẩm Pháp nha. Phương dầu gọi buổi đây dùm em số điện thoại. Nguyễn Trâm chốt serum trắng da, Nguyễn Lương chốt nhỏ mắt. Rồi cảm ơn nha. Serum trắng cho Bích Thủy. Rồi bây giờ Hà lên tới osteo xanh hay còn gọi là bi xanh. Anh chị em nhà mình bị tê bì chân tay nặng, cái đầu gối của mình bị tràn màng dịch khớp gối, anh chị em nào mà bị viêm xương, viêm khớp và bị khô khớp thì sử dụng cái bi xanh hoặc là còn gọi là osteo xanh. 830 ngàn, 200 viên, hàng sản xuất tại Mỹ, tại Costco của Mỹ. 830 ngàn. Rồi cấp Pháp. Ok ok. Rồi 450 khớp cho Ngọc Tiên Triệu. Rồi cấp Pháp cho Quỳnh Thủy dùng đơn. Rồi cấp Pháp rồi. Rồi bây giờ Hà lên tới, mấy chị đợi đi xíu Hà xem nước hoa của Pháp nha. Rồi bây giờ Hà lên tới cái khớp kế tiếp là glucosamine and chong protein. Anh chị em nào mà bị tràn màng dịch khớp gối, thoát vị địa đệm, thoái hóa đốt sống, sử dụng cái khớp sáng còn gọi là glucosamine và chong protein hàm lượng rất cao. Một hộp như vậy là 280 viên, 790 ngàn, hàng đem từ Mỹ, Costco của Mỹ về. Comment giùm Hà, thoát vị địa đệm, thoái hóa đốt sống, khớp Mỹ, khớp sáng, khớp sáng 790. 7, 9, 10. Thùy Linh ơi, khớp Pháp để lại giùm em số điện thoại. Có số điện thoại em mới lên đơn được mấy chị ơi. Mấy chị nhớ cho Hà số điện thoại mấy chị. Rồi Hà ẩn không ai thấy đâu. Lên nước hoa đi Hà. Rồi lên nước hoa. Rồi kế tiếp Hà sẽ lên nước hoa cho mấy chị. Cái glucosamine xanh này mọi người đều biết nè. Cái glucosamine xanh này là mọi người đều biết nè. Một hộp này là nó có là 560 ngàn, nó có 375 viên. Cái này thì giống như là mình duy trì mình ngăn ngừa đừng có bị xương khớp. Nhưng mà nếu mấy chị đã bị xương khớp, mấy anh đã bị xương khớp thì phải uống khớp sáng, thì phải uống
cocktail xanh. Còn bạn này là duy trì, nó tạo ra chất nhầy, chất dịch, nó bôi trơn các sụn, các xương, các khớp của mình, nó giúp cho mình không bị đau xương khớp. 560 ngàn, hàng Mỹ, hàng Mỹ nha. Rồi bây giờ Hà sẽ dẹo mớn Hà lên nước hoa cho các chị nha. Nước hoa Hà Seo cộng với nước hoa chính hãng của Pháp Mỹ, phát hiện hàng giả đền 1000 lần nha. Tiêu chí sống của Hà nó ngộ lắm, nó ngộ lắm nha mọi người. Hà sẽ, Hà thích chơi với người bình dân. Và lặp lại, một chai nước hoa nổi tiếng của Pháp, Dior, Zador, YSL, Chanel, Lancôme của Mỹ, của Pháp mà cầm từ nước ngoài về. Ví dụ như chị chủ tiệm vàng, ví dụ như một chị có điều kiện, người ta xài một chai 5.7 triệu, một chai 4.3 triệu là chai lớn. Hà sẽ đem cái suy nghĩ của Hà, chị bán hột vịt lộn cũng chơi nước hoa hiệu được luôn, chị bán bánh lọt cũng chơi được luôn, và chị bán nước mía cũng chơi nước hoa hiệu được luôn. Hà sẽ đem những chai nước hoa đó, Hà chiết 100% từ chai nước hoa lớn, Hà chiết ra chai nhỏ. Mình xài chai 5ml, 10ml, chị ra đường chị xịt chai này tôi cũng thơm y chang chị, nhưng mà mình chơi chai nhỏ nha. Cái tiêu chí của Hà là người người đều xài được đồ hiệu, người người nhà nhà nha. Người ta xài chai 4 triệu, 5 triệu, mình chơi chai 300 ngàn, 600 ngàn là mình cũng có một chai y chang nhau, nhưng mà tôi mua chai lớn thôi. Đó là tiêu chí của Hà nha. Rồi dạ, Trường An Lê Khớp Pháp dùng đơn. Kẹo uống ngon này 450 ngàn. Có Advil của Mỹ không? Đây đây, Advil nè. Không, em có sụn cá mặt. Advil nè, Advil nè, Advil 590 ngàn, 360 viên. Advil Mỹ nè bột, Advil nâu nè. Hà có Advil gel luôn, Advil gel Hà có luôn. Yeah, Advil gel Hà có luôn. Tháng 2 năm 2025 đây Hà có Advil gel đây, Advil nha. Đây Hà có Advil nè, Advil nâu, Advil nâu là 590 ngàn nha, 360 viên. Sốt lên trong gia đình, mình có người sốt lên đau đầu nhức đầu sử dụng nó giùm Hà nha. Đau bụng kinh nguyệt nhức răng uống vô cho Hà nó cầm liền. Hãy đây trong nhà mình có cảm cúm, cảm cúm xài vô cho Hà. Advil nè, 480 ngàn, 180 viên nha. Advil của Mỹ nha mấy chị. Rồi bây giờ Hà lên cái nước ho nữa, rồi bắt đầu Hà qua nước hoa nha. Hà lên nước ho, kẹo ho, kẹo ho rồi nước ho luôn. Sô cô la chai rượu còn không sớm. Chai rượu mình còn chai rượu nhỏ đó. À, cái này nó in chai rượu để con kiếm thôi. Bây giờ nè, cái sô cô la chai rượu là chị đã xài rồi, nó ngon bà ơi là ngon, hàng là của Đức nha mấy chị, của Đức nha. Hà thay vì nó vô chai rượu thì Hà còn cái hộp này y chang y chát vậy, nhưng mà thay vì nó bỏ vô chai rượu thì là hộp 380 ngàn. Hà nói gì nè, không ngon Hà tặng luôn. Và Hà phải chơi phe này với Hà nha, mỗi một viên kẹo là một vị, mỗi một viên kẹo trong cái nhân nó là một vị, nó ngon. Hà là người không ăn ngọt, mọi người, Hà uống bia dữ lắm bà nội. Bữa nào chị nào mà thích nhậu rủ Hà đi, Hà uống bia dữ lắm. Hà không thích ăn ngọt nhưng cái thằng này ăn được, thằng này ngon lắm mọi người. Hà lặp lại nha, mỗi viên là mỗi vị, ở trong nhân của nó đó, mỗi viên mỗi vị, siêu ngon, super ngon, 380 ngàn. Còn chai rượu à, còn chai rượu bé tèo tèo chai một à. Rồi duy nhất một chai à người yêu dấu ơi, còn có duy nhất một chai 180 ngàn, còn có chai một nè, chai một y nè, đây y xì hiểu đó nè. Chai rượu không tết mấy chị bạn biết Hà bán bao nhiêu ngàn chai. Hà về một đợt bán cái dèo, đợt bán cái dèo. Và cái này là hàng của Đức nha, chai này còn có một chai duy nhất rồi 180, một chai một 180. Hộp này còn một hộp một 308, super ngon, hàng của nước Đức nha, hàng của nước Đức. Một chai rượu là 108, một hộp y chang nhau 308. Dạ em có tâm nha, tâm hỗ trợ viên nha bao tử cho mình nè, chống bị đầy hơi, trị đau bao tử khó tiêu cho mình nha mọi người. Em có hai size, size nhỏ 250, size lớn 450. Nhai giùm em kỹ hai viên sau mỗi lần mà mình bị đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu hoặc là đau bao tử nha. Viên nhai tâm hỗ trợ tiêu hóa và bao tử cho mình, em có hai size, size lớn là 450, 160 viên, size nhỏ là 250 ngàn cho 96 viên nha, 96 viên. Em có sụn cá mập của Pháp nha chị, 670 ngàn. Sụn cá mập của Pháp 670 ngàn, nó mất tiêu rồi. Sụn cá mập,
sụn cá mập rất tốt nha mọi người, hỗ trợ xương khớp, hàng của Pháp 670 nha. Này là 200 viên luôn nha mọi người, đáp rất xa, đáp tới 2026 luôn. Comment giùm em.